Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta ôn luyện một số bộ đề thi môn tiếng Việt lớp 2 cuối học kỳ 2. Khi xem video thì bạn nào thấy hay like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và tiếp tục với những bộ đề thi môn tiếng Việt lớp 2 cuối học kỳ 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta bộ đề thi tiếng Việt lớp 2 cuối học kỳ 2, bộ đề thi thứ 6. Trong bộ đề thi thứ 6 này, chúng ta sẽ làm những câu hỏi sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi trong phần đọc hiệu. Thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta bài đọc Cô gái đẹp và hạt gạo. Sau đó chúng mình sẽ đọc lại và trả lời một số câu hỏi nhé. Chúng mình sẽ trả lời bằng cách chọn những ý đúng nhất. Bài đọc Cô gái đẹp và hạt gạo. Ngày xưa, ở một làng Ede có cô Herbia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Herbia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi, cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? Herbia giận dữ quát, tôi đẹp là nhờ công mẹ, công cha, chứ đâu thèm nhờ đến các ngươi. Nghe nói vậy, thóc, gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Hôm sau, biết thóc, gạo giận mình bỏ đi. Herbia ân hận lắm, không có cái ăn. Herbia phải đi đào củ, trồng bắp từng mùa này sang mùa khác. Da đen sạm, thấy Herbia đã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo là rủ nhau kéo về. Từ đó Herbia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa theo truyền cổ ED. Như vậy thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta bài đọc Cô gái đẹp và hạt gạo. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại bài đọc này nhé. Và sau khi đọc bài đọc này xong, chúng mình hãy trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là Herbia là một cô gái như thế nào? Chúng mình sẽ có các ý đúng sau nhé. Đó là ý đầu tiên, xinh đẹp, lười biếng. Ý thứ hai, xấu xí, chăm chỉ. Ý thứ ba, nhút nhát và tự ti. Vậy vừa thầy vừa đọc xong cô gái đẹp và hạt gạo, chúng mình thấy Herbia là một cô gái như thế nào? À đúng rồi, chính xác. Đó là Herbia là một cô gái xinh đẹp nhưng mà gì? À lười biếng, đúng không? Vậy chúng mình cùng sang câu hỏi số 2 nhé. Nội dung câu hỏi số 2 như sau. Vì sao thóc gạo bỏ Herbia đi vào rừng? Nào, vì sao chúng mình thấy là thóc gạo lại bỏ Herbia và đi vào rừng? Ý đầu tiên, vì thóc gạo thích đi chơi. Ý thứ hai, vì Herbia khinh rẻ thóc gạo. Ý thứ ba, vì Herbia đuổi thóc gạo đi. Vậy thì chúng mình thấy một hôm Herbia ăn cơm để cơm đổ vung vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi, cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? Herbia giận dữ và quát, tôi đẹp là nhờ công mẹ công cha, chứ đâu thèm nhờ đến các ngươi. Nghe vậy thóc gạo tức lắm, đêm khuya chúng rủ nhau bỏ vào rừng. Vậy thì chúng ta thấy là vì sao thóc gạo bỏ Herbia và đi vào rừng? À đúng rồi, vì là Herbia khinh rẻ thóc gạo, đúng không? Ý thứ hai chính xác. Bây giờ chúng ta cùng đến câu hỏi số 3 nhé. Nội dung câu hỏi số 3 như sau. Sau khi thóc gạo bỏ đi, Herbia sống như thế nào? À như vậy thì sau khi thóc gạo bỏ đi, Herbia đã sống như thế nào? Chúng mình hãy chọn bài ý nhé. Trong bài ý này ý nào là đúng nhé? Herbia tự mình ra chợ mua thêm thóc gạo về ăn. Ý thứ hai, Herbia khóc òa đòi cha mẹ đi tìm thóc gạo về. Ý thứ ba, Herbia ân hận phải đào củ trồng bắp nên da đen sạm. Vậy thì chúng ta thấy là sau khi thóc gạo bỏ đi, Herbia sống như thế nào? À, sau khi thóc gạo bỏ đi đúng không? Không có cái ăn, Herbia phải làm gì đây? À, đi đào củ này đúng không? Trồng bắp từ mùa này sang mùa khác và da đen sạm đúng không? Vậy thì chúng mình thấy là sau khi thóc gạo đưa đi, Herbia đã làm gì? À, đúng rồi, Herbia đã ân hận phải đào củ trồng bắp nên da đen sạm đúng không? Như vậy chúng mình sẽ chọn ý thứ ba nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Nội dung câu hỏi số 4 như sau.
Trong câu hỏi số 4 này chúng mình sẽ trả lời cho thầy đó là sau khi thóc gạo trở về, hơi bia thái độ như thế nào? Chúng mình hãy đọc lại bài đọc và cho thầy biết sau khi thóc gạo trở về, hơi bia thái độ như thế nào đây các em? Ý đầu tiên đó là hơi bia biết quý thóc gạo, chăm làm và xinh đẹp hơn xưa. Ý thứ hai, hơi bia lại tiếp tục khinh thường thóc gạo và vụng vãi cơm gạo. Ý thứ ba, hơi bia ngày càng giàu có vì có nhiều thóc gạo trong nhà. Chúng mình hãy đọc hai dòng cuối và cho thầy biết đó là sau khi thóc gạo trở về, hơi bia thay đổi như thế nào. À đúng rồi, chính xác, đó là hơ bia đã biết quý thóc gạo, chăm làm và xinh đẹp hơn xưa, đúng không? Bây giờ chúng mình cùng đến câu hỏi số 5 nhé. Nội dung câu hỏi số 5 như sau. Các từ chỉ đặc điểm trong câu ngày xưa ở một làng ED có cô hơ bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng là xinh đẹp và ngày xưa, xinh đẹp và lười biếng, lười biếng hơ bia. Vậy là chúng mình hãy tìm cho thầy các từ chỉ đặc điểm trong câu ngày xưa ở một làng ED có cô hơ bia xinh đẹp nhất nhưng rất lười biếng là. Từ nào sẽ là từ chỉ đặc điểm đây các em? Xinh đẹp chắc chắn là từ chỉ đặc điểm rồi đúng không? Và từ ngày xưa thì không phải này. Xinh đẹp lười biếng này. Và lười biếng hơ bia. Lười biếng và hơ bia. À, hơ bia là tên riêng rồi đúng không? Vậy chúng ta thấy trừ chỉ đặc điểm ở đây chỉ là ý thứ hai, đó là xinh đẹp và lười biếng, đó là từ chỉ đặc điểm trong câu trên. Bây giờ chúng mình cùng đến với câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi số 6 nhé. Nội dung câu hỏi số 6 như sau. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Mẹ bảo tôi ăn sáng chuẩn bị đến trường. Và câu in đậm thứ hai, bạn Hải rất thông minh. Vậy chúng mình thử đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm. Bộ phận in đậm ở đây chúng ta thấy là bảo tôi ăn sáng chuẩn bị đến trường. Vậy thì chúng mình thử đặt câu hỏi để có câu trả lời là mẹ bảo tôi ăn sáng chuẩn bị đến trường, thì chúng mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào? À thì chúng ta thấy là mẹ gì? Mẹ làm gì? À chính xác đúng không? Câu hỏi ở đây sẽ là mẹ làm gì đúng không? Rồi, tiếp theo câu thứ hai, bạn Hải rất thông minh. Vậy thì chúng ta thấy là bạn Hải rất thông minh ở đây, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào để có câu trả lời bạn Hải rất thông minh? Ai rất thông minh đấy các em? À đúng rồi, đúng rồi, đúng là ai rất thông minh đúng không? Đó là bạn Hải rất thông minh. Như vậy câu ở đây sẽ là ai rất thông minh đúng không? Ai rất thông minh. Chính xác. Chữ A chúng ta viết hoa nhé. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu trả lời cho bộ phận câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Mẹ bảo tôi ăn sáng chuẩn bị đến trường, đó là câu mẹ làm gì. Còn bộ phận đặt câu cho câu hỏi bộ phận in đậm trong câu bạn Hải rất thông minh, đó là câu ai rất thông minh đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 7. Nội dung câu hỏi số 7 như sau. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau. Chúng mình sẽ có một đoạn văn và sẽ không có dấu nhé. Chúng ta sẽ phải điền dấu thích hợp, đó là dấu chấm hoặc dấu phẩy vào câu. Hươu cao cổ rất hiền lành, nó sống hiền lành, thân thiện với nhiều loài vật ăn cỏ khác. Vậy thì ở đây chúng mình sẽ điền trong hai ô dấu chấm hỏi này sẽ là dấu gì? Đầu tiên chúng mình thấy này, hươu cao cổ rất hiền lành đúng không? Sau ở đây chúng ta thấy có từ N viết hoa. Vậy ở đây chúng mình sẽ điền dấu gì? Chính xác, đó là dấu chấm. Nó hiền lành, thân thiện. Chúng ta thấy từ hiền lành và từ thân thiện nó tương đương với nhau đúng không? Như vậy thì chúng ta điền dấu gì? À chính xác, đó là dấu phẩy. Như vậy chính xác ở đây ô đầu tiên là dấu chấm, ô thứ hai sẽ là dấu phẩy. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi số 8. Nội dung câu hỏi số 8 như sau. Ánh sáng trong những ngôi nhà sàn đến từ thứ gì? Chúng mình có thể đọc lại bài đọc ban mai trên bảng. Chúng ta sẽ đọc xong và trả lời cho thầy những câu hỏi bên dưới nhé. Rừng núi vẫn đang trong màn đêm yên tĩnh. Mọi người vẫn còn ngủ ngon trong những chiếc chăn ấm áp. Bỗng một con gà trống cất tiếng gáy ò ò ò.
Rồi khắp bản những tiếng gà gáy nối nhau vang xa, lũ gà rừng cũng thức dậy gáy te te. Đó đây ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp nhà sàn, trời sáng dần, ngoài đường đã có bước chân người đi lại, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau ý ới. Mẹ bảo tôi ăn sáng chuẩn bị đến trường. Tôi yêu những buổi ban mai trên quê hương mình, theo Hoàng Hữu Bội. Như vậy chúng mình sẽ trả lời cho thầy câu hỏi đó là: ánh sáng trong những ngôi nhà sàn đến từ thứ gì? Ý đầu tiên đến từ những ánh lửa bập bùng của bếp nhà sàn. Ý thứ hai đến từ những ngọn nến leo lắt của ngôi nhà. Ý thứ ba sẽ là đến từ những bóng đèn điện mới tinh. Và bây giờ chúng mình sẽ đọc lại cho thầy biết. À, trong bài đọc có nói là ánh sáng trong những ngôi nhà đến từ thứ gì đấy các em? Rồi rừng núi vẫn đang trong màn đêm yên tĩnh, mọi người vẫn đang ngủ ngon trong chiếc chăn ấm áp, bỗng một con gà trống cất tiếng gáy ò o. Rồi khắp bản những tiếng gà gáy nối nhau vang xa, lũ gà rừng cũng thức dậy gáy te te. Đó đây ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp nhà sàn. Vậy thì ánh sáng trong những ngôi nhà đến từ thứ gì? Chính xác, đó là đến từ những ánh lửa bập bùng của bếp nhà sàn, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đó là câu trời sáng dần thuộc kiểu câu gì? Trời sáng dần thuộc kiểu câu gì? Nào, chúng mình hãy suy nghĩ và cho thầy biết câu này. Trời sáng dần. Đầu tiên, ý thứ nhất đó là ai là gì? Ý thứ hai là ai thế nào? Ý thứ ba sẽ là ai làm gì? Vậy chúng mình cho thầy biết là trời sáng dần thuộc câu, thuộc kiểu câu nào? À, đúng rồi, câu trời sáng dần thuộc kiểu câu ai thế thế nào. Trời thế nào, đúng không? Ai thế nào. Bây giờ chúng mình sẽ đến câu hỏi số 10 nhé. Tìm chữ phù hợp với ô trống để hoàn chỉnh mẫu chuyện dưới đây. Chữ cờ, chữ ca, chữ ngơ đơn và chữ ngơ ghép. Chúng ta sẽ tìm những cái từ đã có màu đỏ ở đây và sẽ điền vào những ô trống nhé. Đó là, chúng mình hãy điền thử cho thầy: quả sồi nhỏ nằm dưới đất, nó ao ước được ở trên. À, chúng mình sẽ phải điền chữ bên trên này, đó là gồm chữ ca, chữ cờ, chữ ngờ đơn và chữ ngờ ghép và những ô có dấu chấm hỏi. Sau đó thầy sẽ đưa lên đáp án cho chúng ta quan sát. Rồi bây giờ chúng ta thấy này, quả sồi nhỏ nằm dưới đất, nó ao ước được ở trên. Chính xác đó là cao, chữ cờ. Để gì? Ngắm, đúng không? Ngắm, ngắm thì chữ ngờ, ngờ đơn, đúng không? Vì đằng sau này là chữ á mà, đúng không? Và chúng ta thấy là trăng sao thì chữ ngờ gì? Chính xác chữ ngờ ghép này, đúng không? Nghe, vì chữ ngờ này sẽ đi liền với chữ e, chữ y và chữ e, đúng không? Như vậy chúng ta thấy là nghe gió rì rào. Và gì? À đúng rồi, kể chuyện, đúng không? Chữ ca đúng không? Đó là từ kể chuyện. Nó nhờ ông sồi già đưa nó lên. Lên gì? À chính xác, lên cành, chữ cờ đúng không? Cao, ông sồi bảo cháu hãy tự mọc rễ nhanh lên, rồi cháu sẽ trở thành một gì? Một gì? Chính xác, một cây sồi cao lớn, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy từ đầu tiên chúng mình điền ở đây là cờ này, từ thứ hai là ngờ, vì ngờ đơn này sẽ đi với á, đúng không? Ngờ ghép sẽ e và y, e. Như vậy chúng mình thấy là chữ ngờ này sẽ đi với e này, và chữ ca, cờ và chữ cờ cuối cùng. Vậy là thầy hoàn thành xong câu hỏi số 11 nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi số 12. Nội dung câu hỏi số 12 như sau. Chúng ta sẽ sắp xếp các hình sau vào hai nhóm thích hợp, gồm có nhóm rau ăn cụ và nhóm rau ăn lá. Thì chúng ta thấy ở bên trên sẽ có là củ cải đỏ, rau muống, rau mồng tơi, củ cà rốt, rau xà lách,
khoai tây chúng mình sẽ xếp vào hai nhóm, đó là rau ăn củ và rau ăn lá. Thì chúng ta có thể dễ dàng xếp được không? À thì chúng ta thấy các loại củ nào thì chúng ta xếp vào rau ăn củ đúng không? Và có thể rau ăn lá thì chúng ta sẽ xếp vào loại rau ăn lá. Cụ thể bây giờ chúng mình thấy đó là chúng ta thấy là ở đây chúng mình thấy là củ cải đỏ đúng không? Củ cải đỏ thì chúng ta sẽ đưa vào nhóm gì? Chính xác rồi, đó là nhóm rau ăn củ đúng không? Chính xác, đó là rau ăn củ. Rồi chúng ta sẽ đưa củ cải và rau ăn củ đúng không? Rau muống thì chắc chắn nó sẽ là rau ăn lá rồi đúng không? Và mồng tơi thì chắc chắn là rau ăn lá rồi. Cà rốt thì chúng mình sẽ đưa vào, đúng rồi, rau ăn củ đúng không? Còn xà lách thì chúng ta sẽ đưa vào rau ăn củ này. À xà lách chúng ta sẽ đưa vào rau ăn lá nhé, thầy xin lỗi thầy. Tiếp theo đó là khoai tây thì chúng ta đưa vào rau ăn củ. Như vậy chúng ta sẽ có 3 loại. Rau ăn củ thì chúng mình thấy là khoai tây, cà rốt và củ cải đỏ. Còn rau ăn lá gồm có xà lách, mùng tơi và rau rau muống. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 12. Em sẽ hỏi thế nào ghép đúng. Chúng ta sẽ có câu A và câu B. Ở đây ghép với số 1 và số 2. Câu A sẽ là nếu nhìn thấy cây xanh đã có quả. Và câu B, nếu nhìn thấy cây cam mới ra hoa chưa có quả. Chúng mình sẽ ghép với từ số 1, đó là bao giờ cây cam này ra quả. Tiếp theo đó là cây cam này ra quả bao giờ. Vậy thì chúng ta sẽ phải ghép như thế nào? Từ câu ở A và B và số ghép với số 1 với số 2 bên trái màn hình nhé. Chúng mình thường thấy là cây cam này ra quả bao giờ và bao giờ cây cam này ra quả. Bao giờ cây cam này ra quả là chưa thấy ra quả đúng không? Còn cây cam này ra quả bao giờ chúng mình thấy là nó đã ra quả rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta thấy này, nếu nhìn thấy cây cam đã có quả. À thì đương nhiên chúng ta thấy là câu số 1, câu A sẽ ghép với số 2 đúng không? Vì cây này đã thấy là ra quả rồi mà đúng không? Vậy chúng ta sẽ ghép A và số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ còn lại đúng không? Câu B và số 1. Như vậy để ghép đúng thì chúng ta sẽ ghép như màn hình. Và nếu như bạn nào ghép giống như thầy thì là đúng nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bộ đề thi thứ 6 môn tiếng Việt lớp 2 của học kỳ 2. Bạn nào thứ hai thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.